Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ học qua bài Tối Thắng Đăng Vương Dharani, Akra Pradi Parajadharani. Kính thưa các bạn, Tối Thắng Đăng Vương Dharani được trích ra từ trong kinh Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Đà La Ni. Chúng ta có thể đọc kinh Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Đà La Ni tại link sau đây. Tối Thắng Đăng Vương Dharani còn có các tên là An Trạch Thần Chú, Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Đà La Ni. Đây là một dịch phẩm của Ngài Xà Na Quật Đa, Nyanagupta, từ năm 523 tới năm 600. Công năng của bài chú này là, thứ nhất là khi hành giả thành tâm và đặt hết niềm tin trì đọc thì làm cho nhà cửa được an yên. Thứ hai là khấn nguyện trước khi xây cất hay sửa chữa nhà cửa để được bình an, tốt lành và thuận lợi. Kế nữa là, ngoài ra, chú này còn mang đến nhiều lợi ích khác như khiến cho chúng sinh an ổn trong đêm dài, được lợi tốt lành lớn, sắc đẹp, sức khỏe, danh thơm, tiếng tốt, đạt được giai thì mỹ cảnh, thắng sự lương bằng. Tức là bốn thứ tốt lành, tức là thời tiết đẹp, cảnh trí trong mát, vạn sự kiết tường và gặp thiện hữu tốt. Kế nữa là trừ nạn giặc, cướp, quan quyền, thưa kiện, vân vân. Kế nữa là trừ các loại quỷ thần làm hại người. Kế tiếp là trừ các nạn nước, lửa, vân vân. Thứ nữa là tăng trưởng phước lành, sức sống và sức khỏe cho con người. Kế tiếp là mọi mong cầu đều được thắng ý, được chư Phật và Thánh Hiền hộ niệm. Chuyển tốt các nghiệp sắc dục, dâm dục, ngoại tình hay những bệnh về tinh khí mất thăng bằng. Tiếp theo là thành tâm hành trì chú này trong 7 ngày, có thể diệt 100.000 vạn kiếp tạo nghiệp chẳng lành, 10 nghiệp ác, 5 nghiệp ngũ nghịch. Và cuối cùng là có thể giúp cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc không bị tai họa suy kém. Muốn đạt được các công năng trên thì hành giả đi vòng quanh khu đất hay nhà, chí thành trì chú này 108 biến. Nếu đi hết vòng mà vẫn chưa xong 108 biến thì tiếp tục đi và trì. Tâm phải cột chặt, đừng cho phóng ra ngoài, lòng tin sâu sắc nơi tam bảo, nương nhờ oai thần Phật lực mà gia trì vùng đất hoặc khu vực đang cần sự gia trì. Hành giả có thể theo các bước sau đây để hành trì. Thứ nhất là tịnh pháp giới chân ngôn Om Ram Swaha, Om Ram Swaha, Om Ram Swaha. Chúng ta đọc câu này 3 lần. Thứ hai là chúng ta sẽ đọc câu tịnh tam nghiệp chân ngôn 3 lần. Om Swabhava Shuddha Sarvadharma Swabhava Shuddho Ham. Om Swabhava Shuddha Sarvadharma Swabhava Shuddho Ham. Om Swabhava Shuddha Sarvadharma Swabhava Shuddho Ham. Thứ ba là chúng ta sẽ đọc bài nguyện hương. Nếu hành giả không có đặt bàn thờ, thắp hương thì tụng bài nguyện hương dưới đây. Hương giới, hương định cùng hương huệ, hương giải thoát tri kiến, đài mây rực rỡ trùm pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Còn nếu hành giả có bàn thờ và thắp hương thì đọc bài nguyện hương sau đây. Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, đồng tròn thành Phật đạo. Thứ tư là lại trì ba câu chú sau đây, mỗi câu 7 lần để được thành tựu chú đàn. Đây là dựa vào lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa. A. Pháp giới chân ngôn Om Vajradhatu Vam, Om Vajradhatu Vam, Om Vajradhatu Vam. Câu này chúng ta sẽ đọc 3 lần. B là tịnh pháp giới chân ngôn, giống như câu trước kia chúng ta đã đọc, và đọc câu này 3 lần.
Om Ram Swaha. Om Ram Swaha. Om Ram Swaha. Và C là phóng diệm khẩu ba đàn chân ngôn. Câu này chúng ta cũng đọc ba lần. Om Ahum. Om Ahum. Om Ahum. Thứ năm là niệm danh hiệu Phật Tối Thắng Đăng Vương. Nam Mô Tối Thắng Đăng Vương Phật. Nam Mô Tối Thắng Đăng Vương Phật. Nam Mô Tối Thắng Đăng Vương Phật. Và tiếng Phạn chúng ta đọc là Nam Mô Akra Pradi Paraja Buddha. Nam Mô Akra Pradi Paraja Buddha. Nam Mô Akra Pradi Paraja Buddha. Thứ sáu là chúng ta sẽ trì bài chú Tối Thắng Đăng Vương Đà Ra Ni. Thì bài này chúng ta sẽ đọc như sau. Tadyatha parajure jure jure re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha. Tadyatha parajure jure jure re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha. Tadyatha parajure jure jure re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha. Tadyatha parajure jure jure re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha. Tadyatha parajure jure jure re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha. Tadyatha parajure jure jure re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha. Tadyatha parajure jure jure re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha. Chúng ta sẽ đọc câu này 7 lần ha. Đó. Chúng ta có thể xem cái phần phiên âm màu tím ở dưới đây. Chữ nguyên âm nào viết in thì chúng ta đọc 2 nhịp, chữ nguyên âm nào viết thường thì chúng ta chỉ đọc 1 nhịp mà thôi. Thì cách thức chúng ta đọc bài chú này là Tadyatha, Tadyatha, Parajure. Chữ pa, chữ ju và chữ re thì chúng ta đọc mỗi âm là 2 nhịp, còn chữ ra là 1 nhịp ha. Parajure. Chữ J này chúng ta đọc là J, J. Jure, parajure. Jure, jure, re. Chữ E cho dù không có dấu gạch ngang trên đầu nhưng chúng ta vẫn đọc 2 nhịp. Đó. Còn chữ U có dấu gạch ngang thì chúng ta sẽ đọc 2 nhịp rồi ha. Jure, jure, re. Samati, samati. Thấy không? Chữ Sa và chữ Ti là 1 nhịp. Thấy không? Mỗi âm là một nhịp, còn chữ ma là hai nhịp. Samati, maha, samati. Đó. Cái chữ sa và chữ ti mỗi âm là một nhịp thôi, còn chữ ma là hai nhịp. Tương tự như vậy ha, chữ maha là chữ ma là một nhịp, chữ ha là hai nhịp. Maha, samati.
sa man tê, thấy không? Sa là hai nhịp, man là một nhịp, tê là hai nhịp. Sa man tê, maha sa man tê, sa re, sa ra lê, chữ ra là một nhịp. Sa ra lê, swa ha, swa, swa, swa ha, swa ha. Thấy không? Chúng ta đọc bài chú này 7 lần. Ý nghĩa của các từ ngữ theo từ điển thì đây không phải là ý nghĩa của bài chú. Vì bài chú thì chúng ta không nên giảng nghĩa. Chữ tadyatha là liền nói chú là. Chữ parajure là từ ghép. Chữ para là bên kia. Ví dụ như Bát Nhã Tâm Kinh có chữ paragate, parasangate. Thấy không? Chữ jure là giết, là diệt. Tiếng Anh gọi là to hurt, to injure, to kill. Chữ parajure là đưa vào sự tịch diệt yên tĩnh, chứ không phải giết bằng chiến sự. Chữ jure, jure thì nghĩa như trên, nghĩa là đưa các chướng duyên bên ngoài lẫn bên trong, tức là ngoại chướng và nội chướng, được hóa giải, đi vào sự tịch tỉnh. Chữ re là chữ viết theo vocative của chữ ra, nghĩa là sự ngưng nghỉ, sự yên ắng của tâm trí. Tiếng Anh gọi là to take rest, to remain quiet. Nhưng cách nói ra mệnh lệnh. Chữ samadhi, maha samadhi là ngang bằng, đại ngang bằng. Chữ samante là từ chữ samanta mà ra, có nghĩa là chung quanh. Tiếng Anh gọi là being all around, surrounding, neighboring. Maha samante là vòng quanh lớn. Câu samati maha samati samante maha samante có nghĩa là đưa tâm thức vào sự yên lặng tịch tỉnh của chân tâm để trải nghiệm nội chứng vượt không gian thời gian, không có ngần mé. Chữ sare là sức mạnh bên trong nội tại, là từ chữ sara mà ra. Tiếng Anh là the interior firm parts of a body, firmness, solidity, strength, hoặc là property, wealth. Còn có nghĩa khác là substance or essence of anything. Chữ sarale hoặc là sarala là ngay thẳng, không có cong quẹo. Tiếng Anh là straight, not crooked. Có nghĩa là không còn sự sợ hãi, lo lắng bởi vì không có dấu vết của vọng thức hay tư tưởng. Chữ swaha là thành tựu, kiết tường. Thì bài chú này còn có một phiên bản khác nữa, nhưng bài chú đó không có bỏ dấu phạn chính xác. Viết là tadyatha pare jure 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 re samante maha samante samante maha samante samre sarale swaha. Đó. Cho nên vì mình biết không có bỏ dấu chính xác là chữ chữ maha, hai chữ maha này không bỏ dấu chính xác. Chữ maha chắc chắn là chữ a sau này phải có dấu gạch ngang, cho nên chúng ta đọc là maha thay vì maha. Đúng là phải là maha, bởi vì chữ maha mà không bỏ dấu chính xác thì các chữ khác bỏ dấu chắc chắn là sẽ không chính xác. Cho nên là chúng ta chọn bài chú lúc nãy chúng ta đọc. Và chúng ta có thể xem cái nguồn của phiên bản này trong cái nguồn link sau đây. Rồi, bây giờ bài chú này chúng ta sẽ trở lại để chúng ta đọc bài chú thêm vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt. Tadyatha parajure jure jure re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha. Tadyatha parajure jure jure re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha.
tadyatha para jure 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 re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha tadyatha para jure 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 re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha tadyatha para jure 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 re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha tadyatha para jure 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 re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha tadyatha para jure 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 re samati maha samati samante maha samante sare sarale swaha. Đó, bài chú này thì chúng ta đọc như thế. Và bài chú này thì cũng rất là dễ đọc bởi vì các chữ thì rất là basic. Thì xin kính chúc các bạn có thể đọc tốt bài chú này. Và nếu các bạn thích thì các bạn có thể đọc thuộc lòng và làm theo các bước hướng dẫn trong video này để các bạn có thể tìm được sự an yên ở nơi chính mình. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.